Một trong những chiến thuật mà những nữ cảnh sát này đang giảng dạy trong một công viên ở New Delhi là làm thế nào để xử lý những gã đàn ông cố ý ngã vào phụ nữ trên những chuyến xe buýt đông đúc hay sờ mó phụ nữ. Trong số các cô gái trẻ nhiệt tình thực hành những kỹ thuật tự vệ này có Jagriti Chauhan, 16 tuổi. Vừa nghỉ học, cô đang dồn sức chống lại các hành vi quấy rối mà người chị gái của cô đã gặp phải trong trường đại học và trên các chuyến xe công cộng. Bạn thường không thể chống trả bởi vì họ to lớn hơn bạn. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, thì tôi sẽ không như chị tôi, chịu trận hay chạy vào phòng vệ sinh để khóc. Tôi sẽ cho họ thấy rằng tôi cũng rất mạnh mẽ. I am as equally strong as they are. Quấy rối như sờ soạng hay nói lời tục tĩu hoặc bám đuôi từ lâu đã rất phổ biến trong các trường học, trên đường phố và phương tiện giao thông công cộng ở Delhi. Nhưng những lo ngại về an toàn của phụ nữ tăng cao sau khi xảy ra các vụ tấn công tình dục tàn bạo trong những năm gần đây. Đó là lý do tại sao các khu trại học tự vệ do cảnh sát Delhi tổ chức đã trở nên cực kỳ phổ biến, thu hút hàng nghìn người. Có tới 350 người tới tham gia tại đây. Thanh tra Renu Yadav, người phụ trách khu trại học tự vệ này, cho biết họ dạy các cô hiểu rằng nhanh trí và phản ứng kịp thời có thể ứng phó với những gã đàn ông trêu chọc hay tấn công như thế nào. Chúng tôi đã dạy họ cách tự bảo vệ mình, cách sử dụng tay khăn choàng và nếu họ có một chai nước hay một cái bút, nên dùng những vật dụng này thế nào để chống lại kẻ tấn công. Không nao núng trước cái nóng thiêu đốt của mùa hè, nhiều bậc cha mẹ vẫn đưa con gái của họ đến trại trong 2 tuần. Rama Kri, người đưa cô con gái 10 tuổi tới đây, muốn phá vỡ quan niệm phổ biến trong nhiều gia đình là các cô gái và phụ nữ không nên ra khỏi nhà một mình. Với khóa đào tạo này, tôi đã không còn phải lo lắng cho con bé nữa. Nhìn xã hội xung quanh, tất cả các cô gái nên học những kỹ thuật này để mẹ của họ có thể yên tâm về những cô con gái của mình. Thanh tra Jadav nói bên cạnh việc dạy tự vệ, việc đào tạo như vậy cũng trao quyền cho các cô gái. Về cơ bản, động lực của chúng tôi là các cô gái không bao giờ nên cảm thấy rằng họ bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào. Là một cô gái, họ có thể làm mọi thứ như những gì nam giới có thể làm. Sự tự tin này có thể giúp làm giảm quấy nhiễu tình dục hay không, còn chờ xem, nhưng một số phụ nữ ở Delhi đã quyết định tự giải quyết vấn đề.